phím loạn trên kia. Hôm nay thì nhân là ngày mất lần thứ 22 của bà nội cháu họ đấy, thì cháu là sinh nhánh ở Nam Định, là cháu đây là con bố Linh, là con trưởng bố Linh, là bố Linh là con trưởng của cùng họ, và đây chúng cháu nhánh Nam Định thì có hai, có bố cháu và chú Thọ ở Nam Định đây. Thì hôm nay anh em cháu là nâng ngày giỗ của bà thứ hai thì có làm mâm cơm, và rất vui mừng là được đón tiếp và mời toàn thể các cụ ông các bà đại diện cho con cháu anh chị em của họ, rồi là các cháu của họ về đây. Thì phải nói là hôm nay trong không khí là gần như là trên trời nhiều lợi nhân hòa đấy, và chúng ta về đây là rất vui vẻ gặp mặt. Thực ra là cháu chưa biết hết được, lần trước gặp mặt ấy thì cháu lại không có điều kiện để có mặt, nên là trong cái xưng hô hôm nay thì có thể là nó chưa được phải phép, thì trước hết là mong là mong các cụ không các bà là hết sức thông cảm. Thế và chú cháu thì ở Nam Định như cháu nói là chỉ có bố cháu là ông Linh và người em út là ông Thọ, thì cháu là con cả đấy. Thì anh Bình sẽ đón các bạn lần nữa. Thôi kính thưa các cô, ông các bà và các chị em, hôm nay nhân ngày mất lần thứ 22 của cụ Nguyễn Thị Thọ là bà ngoại của cháu, thì chúng cháu là nhánh ở Nam Định, con ở Bố Linh. Bố Linh cháu là con trưởng của cụ cùng họ ở đó, cụ quản. Thì hôm nay chúng cháu rất vinh dự là được đón tiếp các ông các bà và những có quan hệ với bà con là của các anh chị em của họ, các con các cháu của các con cùng họ. Đấy, thì hôm nay là rất vui vẻ và vinh dự là mời các cụ đến đây. Thì chúng cháu là ở đây thì phần mộ của bà là chúng cháu là cháu con trưởng, nên có trách nhiệm là chăm lo. Vừa qua trên hành trình về với Nam Định thì chúng ta đã qua nghĩa trang để thắp hương và biết được cái nơi yên nghỉ của bà nội cháu ở nghĩa trang, và ông các bà cũng đã về qua nhà cháu và cũng đã lên thắp hương ở trên bàn thờ, cũng biết được đấy. Thì chúng cháu xin hứa ông bà là với trách nhiệm của con trưởng thì chúng cháu sẽ lo chăm sóc tốt cái phần mộ của bà cũng như của bố mẹ cháu ở đây. Và trước đây là cái dịp mà chúng cháu được gặp chúc cái này nãy giờ nhờ có bà Mai đấy, chứ chúng cháu không thể biết hết được. Thế là hôm nay là đầu tiên là cháu được gặp các cô các bác ông bà, là tí nữa thì chúng cháu cũng được biết sự hộ thì là bà Mai sẽ giới thiệu. Và thế cháu xin giới thiệu bà Mai là em ruột bố cháu được kế tiếp đấy, và sẽ có cái lời thì nó chính xác hơn, cháu không biết được. Xin ông bà hãy xin thông cảm, nếu không có gì mà chưa phải thì bỏ qua cho cháu. Đúng là hôm nay là cảm động quá, lại phải đứng lãnh đạo là phải đứng cũng nói để tất cả các anh chị em, các em của tôi và các cháu của tôi là biết là cũng có mặt hôm nay nhân như là cháu Bình đã nói là nhân ngày giỗ của họ là mẹ tôi. Thế nhưng mà thực ra đó là hôm nay là ngày lần thứ hai tôi mời gặp mặt các cái con các cháu chắc của cụ Sáng, tức là gần họ của cụ Sáng ở Hà Long. Cho đến bây giờ ấy, thì tức là tất cả các con của Sáng
12 đứa con không thể con nuôi, còn sống có một người là bà Ngân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế con của tôi thì là con bà Ngọ là bà lớn, tức là bên bà cả. Thì hôm nay đó mời thì là mời tất cả các em của bà Ngọ, nhưng mà điều kiện sức khỏe này khác thì chỉ có một số thôi. Thực ra đó, cái dòng họ này thì phải nói là cụ sáng và trước là các cụ là rất là nói thế nào biết là. Thì hôm nay mời được về đây đó thì tôi xin trân trọng giới thiệu. Thứ nhất là gia đình nhà, tức là các con cháu của cụ Ngọ. Cụ Ngọ tức là có 6 người con. Lớn nhất là ông Linh. Ông Linh là có con trai là anh Bình, hiện nay là Bình đứng dậy. Đưa xem cái mic. Vâng, ba để gần đi, vâng, để gần đi. Để gần micro. Là anh Bình, ông Linh đó, tức là có 3 người con, tức là thứ nhất là chị Hòa, thì đây là con chị Hòa kia, anh Thám là chồng chị Hòa, tức là con đồng cháu của ba Linh. Chị nào đây? Đến thứ hai đến là cậu Bình, thì vợ là Phương, Phương đương ở Hòa, là quên vợ là Hòa. Đây ạ, cháu đấy. Con gái lớn ạ. À, và đây là con trai. Vâng, cháu ạ. Chào công bà cụ bà. Cụ ơi, anh Bình thì là có một số con. Ôi anh Tiên, anh nói lộ hết rồi. Không có được nhiều. Thế là cụ bà mà kể ra là không được. Cháu đang cũng là mâm cũng được. Cháu con. Báo cáo cụ là Quốc hội nó cũng chỉ phát biểu 7 phút thôi. Bây giờ cụ làm bằng 2 đại biểu Quốc hội. Mấy đứa con bà Mai đứng lên. Con dâu, con rể, con trai, con gái. Đứa nào đứng lên? Không đứng lên đâu. Tôi tay rồi. Cháu giới thiệu nhà cháu cho bác ăn. Đầu mối thì có rồi, nhất thì cháu con lớn nhất. Đấy, thế thì Nam là con Cậu Linh, cháu là con Bằng Mai, Bình là con Linh. Thì là thế là mỗi cô cậu thì có một cái đầu mối, còn cháu bằng trẻ thì là
liên hệ có các cái sự kiện gặp gỡ theo lời khám các thư ký mà cô quên bởi vì em cũng không biết là chủ ai đúng không em tính lại và tinh thần là sắp hết tin rồi cho nên xin mời các cậu đứng lên sắp hết tin rồi đấy thành niên chúng ta tôi nhìn thấy ông này ở bên cạnh ông ngồi cạnh tôi mới thì đúng là biết lái xe thì mình hơi ngồi mâm nào vậy Đức? Đi ra ngồi kia, ra ngồi kia. Vâng, đây chào anh này. Hết cơ mặt các cháu vào ăn thôi. Chưa đủ mọi người thì chưa. Vâng vâng. Con rể có hán cháu cô kìa đấy tóc bạc trắng nhá đấy tóc bạc trắng nhỉ bạc trắng nhỉ bạc trắng nhỉ ông ấy cả đến bảy mấy nhỉ anh là bảy mấy bảy năm bảy tư rồi mà ông mới chỉ hơn năm 47 47 là bây giờ năm anh bao nhiêu 47 21 đúng 74 đấy vâng. Hết rồi. Đâu về cậu vào đây cậu ngồi cùng. Một nước thôi. Thế à?